Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 22 tháng 7 năm 2020. Thì hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá hành lý giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm bên mình hôm nay giới thiệu các bạn là sản phẩm là Samsung Note 8 á. Note 8 và mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ khác. Thì để đáp ứng nhu cầu các bạn là số lượng đặt Note 8 bên mình thì rất là nhiều. Thì hôm nay để đáp ứng nhu cầu các bạn thì bên mình lại về được hơn chục cây Samsung Note 8. Thì mình sẽ báo giá và trực tiếp cho các bạn. Thì các bạn thích sản phẩm nào Note 8 là bên mình thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua, đây là một để mình dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình đây, và ba là các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà mình để mua bán và giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Thì ở quanh khu vực Hà Nội thì mình có ship trong ngày, và ở xa thì mình có gửi bưu điện cho các bạn. Thì các bạn có thể là chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Còn hình thức các bạn nào mà đã tin tưởng mình rồi, các bạn có thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Nhưng mà hình thức nhận hàng và thanh toán các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm của các bạn nhé. Đấy, để tránh các bạn ấy, các bạn phải cọc trước bên mình nhá. Đấy ạ. Lót 8 thì hôm nay nhà mình về được gì nhỉ? Hôm nay nhà mình về được tất cả là 11 cây. Đây. Note 8 ạ. Đấy, Note 8 thì máy cũng khá là đẹp, toàn là 90/90%. Thì là con Note 8 này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Thì là màn của nó thì là màn hình là 6,3 inch. Đấy. 6,3 inch nhưng mà độ phân giải của nó là 2K. Đấy. Tuy nó ra từ cách đây khoảng độ mấy năm trước thật, nhưng mà gì nhỉ? Để nói các bạn sử dụng bây giờ với mức tầm giá 4 triệu đến 5 triệu, 3 triệu đến 4 triệu đến 5 triệu. Thì theo cái lời khuyên của mình, các bạn nên mua sản phẩm Samsung Note 8 này, dùng sướng hơn những sản phẩm Samsung đời mới mà các bạn bán đi bán ấy, thì không bao giờ lỗ như sản phẩm Samsung đời mới. Ví dụ như các bạn mua sản phẩm mà như kiểu mà Samsung mà đời mới bây giờ ấy thì nó 6 7 triệu như con A70 ấy, bây giờ mình đang thấy 8 đến 9 triệu. Bây giờ các bạn đi mình bán cũ chỉ với giá là hơn 4 triệu thôi, cực kỳ lỗ, lỗ có khi một nửa. Nhưng mà các bạn bán những sản phẩm này các bạn không bao giờ lỗ. Thứ nhất là biết tại sao không lỗ, thứ nhất là cái màn hình của nó cực kỳ là đắt, và thứ hai cái màn hình cũng đắt và main cũng đắt. Và cái chất lượng của nó từ cái lúc mà thời điểm nó mới ra, cái con này nó gần 30 triệu cơ. Nó ngang đắt hơn cả một Way và ngang một xe máy con lít chưa đăng ký nhá. Đấy. Thì là Samsung họ rất là tối ưu hóa rất nhiều, thứ nhất là màn hình này và chip cấu hình vào đây. Con này là chip Exynos 8895 8x64 bit, RAM 6 và bộ nhớ trong là 64GB. Tùy theo con, có con thì bản 256GB và có con là bản 64GB các bạn nhé. Pin của nó thì là pin 3K3 và có hỗ trợ sạc nhanh. Đấy. Android của nó thì là thời điểm tới đây sẽ là lên Android 10 nhé. Bây giờ mắt nó là Android 9 đấy. Đây, Android 9. Đấy, Android 9 thì chắc thời điểm nữa thì 1-2 tháng nữa là lên Android 10 thôi. Các bạn sử dụng Android 10 quá tuyệt vời luôn. Đấy, tại vì chip nó cao. Thì các bạn dùng Android nào cũng được, màn hình độ phân giải 2K các bạn xem rồi. Các bạn mình sẽ vào xem phim 4K cho các bạn luôn nhá. Đây mình sẽ nghe nhạc đây. Mình sẽ nghe nhạc phần duyên phận. Thì vì thứ nhất là cái ngày xưa ấy, thì cách đây ra mấy năm rồi thì là Samsung họ ra cái loa này rất là hay này. Đấy, Samsung Note 8 thì có cái bút nhá. Cái bút. Đấy, bút này các bạn viết vẽ rất là sướng ạ. Đây. Ký vào rất là sướng nhá. Đấy. Đó. Đây một quảng cáo đấy, các bạn nghe nhạc đấy. Đấy, nghe nhạc thì cực kỳ hay, nghe nhạc vàng cực kỳ hay nhá. Và đây là trên cổng chân sạc là tai xi nhá. Đây là rất cần nghe tiếng nhạc 3.5 này, lo ngoài này các bạn nhá. Đấy, nghe rất hay nhá. Phim. Đây, các bạn vào phim 4K nhé. 4K để các bạn xem phim 4K. Đấy, xem phim 4K thì nó quá là nét luôn. Đây không có gì để nói, các bạn không phải chê luôn. Các bạn chỉnh độ nét đây. Đấy. Nó vào là đây. Của nó đây. 1080 HDR đây, các bạn thích vào 1080 HDR đấy. Nói thật với các bạn quá là nét luôn. Các bạn nhìn nghiêng không có độ lóa mờ gì nhá. Đấy. Các bạn mà chiến game Samsung Note 8 này thì quá tuyệt vời luôn. Nè, Note 8 quá tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Nhìn gì ạ? Đấy, màn hình này nghiêng lóa không có độ mờ gì. Tại vì màn hình bây giờ ấy, thứ nhất là dòng những sản phẩm Samsung bây giờ ấy, thì là cái màn hình của nó là toàn
Full HD thôi hoặc là Full HD cộng thôi. Đây là các bạn nhìn này, 2K ảnh rất là sâu nhé. Đấy, đấy. Thứ nhất là độ phân giải của màn hình của nó là phân giải 2K. Màn hình độ phân giải của nó 2K thì ảnh, chất lượng ảnh của nó rất là sâu. Những sản phẩm Samsung bây giờ chỉ có Full HD cộng thôi thì xem cực kỳ là chán nhé. Đấy, các bạn nhìn này, quá là đẹp, quá là nét luôn, như kiểu một màn hình thật. Đấy, cực kỳ là sướng đó. Đấy, Samsung Note 8 thì lúc mà thời điểm mà ra 30 triệu, gần 30 triệu mà, thì bây giờ bên mình chỉ bán với giá là từ với giá là hơn 3 triệu đến là 5 triệu đồng thôi. Nhưng mà cực, thứ nhất là cực kỳ là rẻ, và thứ hai là cực kỳ là máy dùng rất là ok, rất là chất lượng. Tại vì máy này mình sử dụng rất là thích lắm. Với mức tầm giá 4 triệu mình đến 5 triệu các bạn đi bán thì không lỗ bao nhiêu đâu. Đấy, tính năng rất là hay của Note 8 đấy nhá. Thì tính năng thứ hai là ví dụ các bạn ngủ, các bạn chỉ gõ vào màn hình này, đấy, sẽ là lên ngày giờ, phần trăm pin rất là thích nhá. Đấy, camera của nó là camera kép này. Đây, đèn flash vân tay này. Con này thì mở khóa rất nhiều tính năng nhé. Mình sẽ vào mục mở khóa cho bạn này. Mở khóa rất nhiều tính năng luôn đấy. Con RAM 6GB các bạn dùng thì khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, nói chung là RAM 6GB thì các bạn không ở đâu mà chê cả đấy. Mở khóa thì có khóa khuôn mặt này, mông mắt, vân tay này. Đấy, rất nhiều tính năng mở khóa nhá. Thì tất cả là máy nhà mình đều là bản Hàn, bản Hàn hay SIM nhá. Thứ nhất là tại sao mình lại hay nhập máy Hàn về bán không? Tại vì bên Hàn thì họ không hay sửa chữa, thì họ thích, họ dùng chán, họ thanh lý thôi. Chứ không như ở Việt Nam mình. Việt Nam mình sửa tum tù lum, tum tù le ra, rất là, nói chung nhiều sản phẩm chán lắm. Mình sử dụng cực kỳ là chán. Nhưng mà sản phẩm bên Hàn Quốc, mình nhập đây nguyên chiếc bên Hàn Quốc, đến Hàn Quốc người ta không sửa đâu. Đâm là các bạn mua về các bạn dùng cứ yên tâm, không phải lo ạ. Đấy, Note 8 thì nhà mình hôm nay thì có tất cả mười mấy cây, thì mình sẽ báo giá trực tiếp từng con một và tình trạng từng con một. Thì các bạn ưng sản phẩm nào bên mình ấy, các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua mình để đặt hàng nhá. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn ở gần có thể là phi qua địa chỉ cửa hàng mình để mua bán. Ở quanh quanh Hà Nội thì mình có ship cho các bạn luôn nhé, trong ngày nhé. Đây, con Note 8 đầu tiên này thì màu đen. Con này thì hình thức còn đẹp là trên 90%, con này thì rất là đẹp ạ. Đây, Note 8 đấy ạ. Tình trạng con này thì là bị màn thì nó không bị ám. Nó chỉ bị lưu trữ một ít thôi nhé. Đây, con này chỉ bị lưu trữ một ít thôi ạ. Đấy, màn đẹp. Con này thì là màn đẹp không ám, nó chỉ bị lưu trữ một chút thôi. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000 nhá. Đấy, con này bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000. Thì xem cấu hình con này mình sẽ xem là cấu hình bao nhiêu ghi nhá. Đấy. Con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Máy Hàn 2 SIM 2 sóng nhá, nên là các bạn cứ dùng yên tâm nhá. Đấy, con này là 2 SIM 2 sóng. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá là 4.200.000, con này rất là đẹp ạ. Đây, rất là đẹp, 4.200.000 con số 1 nhá. Mình sẽ đánh dấu là con số 1 để cho các bạn dễ lựa chọn và đặt số. Tại vì nhiều quá, nhiều khi mình quên, mình còn lẫn cơ. Đấy. Thì mình sẽ ghi là số 1 để cho các bạn là đây. Ghi số 1 để cho các bạn là 4.000.000 này. 200.000 này. Con này nó chỉ không ám, nó chỉ bị lưu trữ một chút thôi nhá. Lưu trữ một chút thôi. Đấy, các bạn để dùng yên tâm nhá. Còn các bạn nào mà không thích nhìn lưu trữ, các bạn có thể là vào màn hình này. Các bạn kích vào chế độ ban đêm. Thế là các bạn hết màn hình ám luôn. Đấy. Rất là ok, rất là sướng nhá. Con Note 8 này số 1 thì là 4.200.000 nhá. Bạn nào liên hệ cứ liên hệ cho mình nhé. Đây. Con này thì là mình sẽ xem là bản bao nhiêu ghi ạ. Con này cũng là bản 64GB nhé. Bản 64GB ạ. Đấy. Hình thức con này cũng đẹp là trên 90% ạ. Đấy. Trên 90%. Trên 90% nhé. Đây, hai con này là đẹp trên 90%. Đấy. Trên 90% ạ. Đây. Đấy. Con này thì bên mình, con này nó cũng bị lưu trữ một chút thôi nhỉ. Đây. Đây. Con này là chỉ lưu trữ một chút ở trên thôi ạ. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000 nhỉ. Mình bán đồng giá các bạn với giá là 4.200.000 con số 3 này nhé. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.000.000. Đấy. Bốn triệu này là 200.000. Đấy.
Con này thì là màn đẹp không ám, chỉ bị lưu trữ ở phần trên là ít thôi. Bên mình đang bán bạn giá là 4.200.000 đấy, rất là rẻ nhá. Nó 8 bên mình các bạn bao cho bạn giá cực kỳ là rẻ đấy, các bạn yên tâm. Con này con số 2 nhá. Số 2 này. Đây, và tiếp đến là con số 3. Đấy. Con này thì không ám và bị hơi bị lưu trữ một chút nhá. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 4.200.000 nhá. Con màu đen này. Mình sẽ xem con này bản bao nhiêu ghi. Mình quên, mình chưa xem bao nhiêu ghi. Đấy, con này bản 64 ghi. Đấy, bạn nào thích không thích màn ám thì các bạn thể vào mình đen này. Màn hình này, chế ban đêm để lấy hết màn ám luôn. Đấy. Đấy, rất là ok nhá. Con này 4.200.000 nhá. Con số 3 bán 4.200.000 cho các bạn. Hôm nay mình sẽ thanh lý vừa giảm giá cho các bạn tháng mới nên các bạn cứ yên tâm nhá. 4 triệu này. 200.000 đấy. Số 3 màu đen. Hình thức cũng rất là đẹp nhá, đẹp trên 90% luôn. Rất là sướng, rất là phê ạ. Đây, và con này số 4 ạ. Đây. Đấy. Số 4 con này thì cũng màn đẹp, hơi bị lưu trữ một tí thôi, không ám lưu trữ một tí thôi. Bên mình đang bán cho bạn với giá cũng với giá là 4.200.000 nhá. Đấy, 4.200.000 để mình xem con này bản bao nhiêu ghi đã. Nếu mà 256 ghi thì các bạn phải thêm cho mình một ít ạ. Này, con này cũng là 64 ghi, RAM 6 ghi, bộ nhớ 64 ghi, có hình thức đẹp là trên 90% ạ. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000, con số 4 đấy nhá. Đấy, rất nhiều màu đen cho anh em lựa chọn ạ. Đây, số 4 ạ. 4.200.000. Đấy, số 4 là 4.200.000 các bạn nhá. Đấy. Con này màu gold con này cũng rất là đẹp. Đấy, màu gold rất là đẹp ạ. Đấy, màu gold rất là đẹp ạ. Con này thì cũng màn hình không ám, chỉ bị lưu trữ một tí thôi. Bên mình đang bán cho bạn với giá cũng với giá là 4.200.000 nhá. Rất là rẻ các bạn, con số 5 nhá. Con này con số 5 ạ, 4.200.000, rất là rẻ. Đấy. 4.200.000 đấy. Toàn 4.200.000 cho các bạn nhá. Và con này con số 6 ạ. Đấy. Con này thì nó chỉ hơi bị ám hồng một chút thôi. À, bên mình đang bán cho bạn với giá con này là 4 triệu nhá. Con này là 4 triệu nhá. Đấy, màu đen rất là đẹp vậy ạ. 4 triệu nhá. Con này bên mình đang bán bạn giá là 4 triệu này. Đấy, 4 triệu cái con này bị hơi bị ám hồng một chút ạ. Đây, hơi bị ám hồng một chút. Mình sẽ xem con này bản bao nhiêu ghi ạ. Mình quên. Màu gold hồi nó hầu như của nó chỉ là gì nhỉ? À, 64 ghi thôi nhá. Con này ám hồng một chút này, ám hồng nhẹ một chút. Bên mình đang bán bạn với giá là 4 triệu nhá. Con này là 4 triệu ạ. Con này là con số 6 4 triệu ạ. Con này là số 6 4 triệu các bạn nhá. Và con đây là con số 7 ạ. Đấy. Số 7 ạ. Con này cũng là bản RAM 6 GB, bộ nhớ trong 64 GB. Con này thì là màn hình hơi bị ám lưu trữ một tí nhá. Đây ạ. Đây. Con này thì màn ám bị lưu trữ một ít này, bản ám này. Hơi bị lưu trữ một ít. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 400k nhá. 3 triệu 400k này. Con này màu gold rất là đẹp. Con này màu gold đẹp là trên 90% nhá. Đấy, màu gold đẹp là trên 90%. Đấy, đẹp keng luôn này. Con này đẹp keng luôn, đẹp như mới luôn các bạn ạ. Đấy, đẹp như mới luôn này. Đấy, con này thì là màn bị ám này và bị lưu trữ này. À, ám này, con này bị ám và lưu trữ này. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 400k nhá. Đấy, 3 triệu 400k. Đấy. Máy hàn zin nguyên bản nhá. Rất là đẹp đấy ạ. 4 triệu con này là 4 à gì nhỉ? À, 3 triệu 4 nhá. Đấy, 3 triệu 4 nhá. Đấy, 3 triệu 4 này, đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. Đấy, rất nhiều là máy rẻ nên các bạn cứ yên tâm nhá. Con này là con số 7 này. Con số 7 3 triệu 4 nhá. 3 triệu này. 400k đấy. Số 7 là 3 triệu 400k nhá. Rất là rẻ, máy màu gold đẹp keng luôn này. Đẹp như mới. Đấy. Màn hình hơi bị ám lưu trữ một chút thôi.
Đấy. Các bạn nào thích màn ảm thì các bạn thể vào màu đen này, màn hình này, ban đêm xong hết ảm luôn nhé. Đấy, 4 triệu à, gì nhỉ, 3 triệu 400k nhá, rất là rẻ nhé. Máy mồm đẹp keng này. Đấy, và con này thì là gì nhỉ, con này thì là màn đẹp. Đây, con này thì là màn gì nhỉ, con này thì là màn ảm nhẹ này, ảm cực kỳ là nhẹ nhá. Con này thì màn ảm cực kỳ là nhẹ, màu gold nhá. Con này thì là cái chỗ đoạn này thì nó hơi bị răm răm một tí chỗ này, hơi bị xước xước tí chỗ này này. Đấy, hơi bị xước xước tí chỗ này thôi. Đấy, con này thì là bị màn bị ảm nhẹ nhá. Con này màu gold, màn ảm nhẹ nhá, 64GB RAM, 6GB bộ nhớ 64GB. Con này thì hình thức cũng khá là ok nhá, đẹp 90% các bạn nhá. Chỉ vừa hơi bị răm răm một tí đây thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là, mình sẽ bán cho bạn giá là 3.900k nhá. 3.900k nhá. 3.9 nhá. 3.900k đấy, rất là rẻ, màu gold nhá, rất là đẹp đấy. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Chỉ răm răm một tí ở đây thôi. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.900k nhá. Con này là con số 8 ạ. Số 8 ạ. 3 triệu này. 900k nhá. Con này là màn ảm cực kỳ là nhẹ nhá. Đấy, rất nhiều máy rẻ cho các bạn nhá, nên các bạn cứ yên tâm lựa chọn này. Con này con số 10 này. Đây. Đây. Số 10, con này thì là màn chỉ ảm nhẹ thôi. Đấy, ảm cực kỳ là nhẹ. Đấy, màu gold rất là đẹp, đẹp ở trên 90%. Đấy, con này chỉ là ảm nhẹ thôi nhá. Các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhá. Đấy. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.400k nhỉ. 4.400k đấy, màu gold này ạ. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, con này thì là màn nó đẹp nhất luôn. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.400 nhá. 4.400k. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, 4.400 các bạn nhá. Con này là con số 9 này. 4.400k này. 400k này. 4.400k, rất là đẹp ạ. Đấy. Con này thì là màn hầm, ám hầm một chút này. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu gì nhỉ? Con này bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.650k nhá. 3.650k. Con này thì là màn ám hồng một chút nhá. Đấy. Ám hồng một chút màu xanh đấy ạ. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.650k. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này mình sẽ xem bao nhiêu GB nhá. Đấy. RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là đây ạ. 64GB các bạn nhá. Con này 3.650k nhá, cực kỳ là rẻ đấy ạ. 3.650k cực kỳ. Các bạn mua sản phẩm này các bạn thì cũng có là anh nhiều anh Grab thì cũng có qua cửa hàng nhà mình mua ấy, thì các anh ấy cũng có chia sẻ là những sản phẩm mà Samsung Note 8 này thì là gì nhỉ? Thì là nổ đơn cực kỳ là nhanh. Nên là mình cũng khuyên các bạn nên các bạn nên chạy Grab, các bạn mua sản phẩm Samsung này, Note 8 này, ví dụ mà các bạn nổ được 2-3 đơn rồi, nhưng mà cái những cái sản phẩm mà máy khác nổ đơn cực kỳ là chậm. Samsung Note 8 này nổ đơn cực kỳ là nhanh nhá. Nên là các bạn chạy mua chạy Grab thì quá tuyệt vời luôn. Hỗ trợ bản đồ cực kỳ là ok nhé. Số này là số 10 này. 3 triệu này, 650k. Con này là số 10 nhé. Đấy, các bạn mua con nào thì đọc cho mình số trực tiếp nhé, để mình dễ nhớ nhé. Và con này là số 11. Đấy. 11 thì con này tình trạng là bị gì nhỉ? Con này thì là màn đẹp không ám nhé. Con này thì là màn đẹp không ám, nó chỉ bị kiểu khách người ta dùng ti ấy, chỉ chấm như cái đầu tăm thôi nhé. Màn nó chỉ bị thâm tí đầu tăm ở đây thôi nhé các bạn nhé. Đây, thâm tí đầu tăm ở đây. Đấy. Đấy. Con này thì màn đẹp không ám. Mình xem bộ nhớ này là bao nhiêu ghi. Đấy. Con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Hình thức con máy này cũng trên 90% nhé. Con này thì là màn đẹp không ám ố, chỉ bị chấm một tí như đầu kim đây thôi. Đấy. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500k nhé. 3.500k, rất là rẻ đấy ạ. Các bạn mua về mà ném nhau thì cực kỳ là tuyệt vời luôn.
sorry các bạn mua về để dùng quay phim, nghe nhạc, nghe gọi hoặc là các bạn làm vlog ấy, rất ok nhé. Đây. Đây các bạn, đây camera đây ạ, các bạn thấy nét không ạ? Nét căng luôn. Các bạn mà làm vlog này, đây video của nó này, các bạn mà làm vlog này, dụ mà các bạn quay YouTube làm vlog, các bạn dùng người tuyệt vời. Đây cam trước đây ạ, cực kỳ là nét nhé. Đấy. Con này thì là màn đẹp không ngắm, chỉ bị chấm ở tí đây thôi ạ. Đấy. Là chấm đen một tí đây thôi ạ. Đấy. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000. Giá cực kỳ là rẻ, giá như kiểu là giá lợn chết luôn cho các bạn nhé. Đấy, nó tám cực kỳ là rẻ. Để nó mới tính ra con này cực kỳ là rẻ, tại vì cái màn, cái main của nó cũng được, bây giờ bán đi cũng được gần 2 triệu rồi. Mà cái trong khi đó cái màn chỉ được hơn triệu. Nói chung là rẻ lắm, cực kỳ so với tầm giá cực kỳ là rẻ. Tại vì lúc mà thời điểm nó mới ra là đắt nhá. Nó không những sản phẩm bây giờ mà 4-5 triệu đâu. Đây con này ra đã gần 30 triệu cơ, dùng rất là sướng, rất là phê ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000, con số 11 nhá. Màn đẹp không ám, chỉ bị chấm một tí đấy thôi nhá. Các bạn không mua sản phẩm này, các bạn mua gì? Các bạn mua sản phẩm này. Các bạn mua sản phẩm như này, các bạn về các bạn bán đi cũng có, nói chung không bao giờ lỗ nhiều. Lỗ cực kỳ là ít. Đây những con như này bị chấm một tí này. Chấm một tí này thì các bạn có thể là mua ok, nhưng mà ví dụ mà chấm loang to quá hay là còn bị vỡ kính vỡ kiếc thì theo như mình các bạn không nên, khuyên các bạn nên không mua. Chấm tí nhỏ như này không sao, mà chấm to wing này, to wing thì xong rồi còn bị vỡ kính nữa, các bạn không nên mua sản phẩm Samsung như thế nhá. Thì vì về các bạn mà quá tiền sửa thì quá cái tiền máy mới các bạn ạ nhá. Vì màn nó đắt mà. Đấy các bạn đi sửa con này là con số 11. 11 này. Con này là bên mình đang bán cho bạn bây giờ là 3.500.000. Đấy, rất là rẻ nhá, 3.500.000, bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Máy đẹp là trên 90%, rất ok, đẹp. Đây, đẹp leng keng luôn. Rất sướng ạ. Các bạn mua sản phẩm này các bạn không bao giờ là lãng phí tiền đâu, rất là sướng, rất ok ạ. Đây. Và tiếp theo thì hôm nay nhà mình có con Oppo F11 Pro đấy ạ. F11 Pro con này thì màu xanh rất là đẹp đấy ạ. Đấy. Màu xanh con này rất là đẹp nhá. Đẹp là trên 90% luôn. Con Oppo F11 Pro này thì các bạn cũng biết rồi, đây ạ. Cam cực kỳ là phê luôn. Đấy, cam trước thì thò thụt đấy. Đấy các bạn ấn đây thò. Các bạn bán hàng livestream cực kỳ là tuyệt vời. Mình xem bộ nhớ con này nhá. Con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Đấy ạ. À sorry các bạn, bộ nhớ trong là 128GB nhá. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. F11 Pro đấy ạ. Máy màu xanh. Đẹp con này là đẹp trên 90% ạ. Đấy, rất là đẹp đấy ạ. Con này thì mình sẽ, con này thì hôm nay mình mua lại của khách thì cũng có là sạc vốc nhanh theo máy đấy. Sạc vốc nhanh theo máy này thì mình bán lẻ ở ngoài thì cũng được vài trăm nghìn cơ. Đấy, bán lẻ cái sạc vốc này ngoài cũng được vài trăm nghìn cơ. Sạc này thì theo máy Oppo này thì sạc cực kỳ là nhanh nhá. Nói chung là thấy khách khoe với mình thì 30 phút đến 1 tiếng là đầy ủ pin rồi. Đây sạc vốc Oppo cực kỳ là nhanh ạ. Đấy, F11 Pro. Con này thì bên mình đang bán bạn vì giá cực kỳ là rẻ thôi. 4.400.000 các bạn nhé. Đấy, 4.400.000. Đấy, có tặng kèm các bạn một sạc theo máy, vốc theo máy nhá. Đấy, vốc theo máy Oppo 11 nhá. F11 Pro luôn nhá. Sạc nhanh vù vù luôn ạ. 4.400.000. Những sản phẩm này các bạn mua về tặng cho bà xã, người yêu hoặc là bà xã rất là tuyệt vời nhá. Đấy, rất là ok nhá. Đấy. Tặng. Con này thì dán cường lực sẵn rồi và có cái ốp sẵn theo máy rồi nhá. Đây, hoặc là những sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn mua về tặng cho bà xã hoặc là người yêu rất là ok ạ. Đây, các bác gái mà đi ra đường mà sản phẩm Samsung Note 8 này mà khoe với bạn bè mà bảo mua, vừa mua 10 triệu thì ai cũng tin mà. Tại vì lúc mới ra nó đắt mà. Nên các bạn cứ khoe 10 triệu cho mình nhá, rất ok ạ. Và đây là con Redmi 3 này. Con này là con Redmi 3. Redmi 3 con này là gì nhỉ? RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhá. Redmi 3 RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Pin con này thì là pin hơn 4000, màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền tai trâu tai bò ạ. Đấy. Hình thức con này thì cũng có khoảng độ 85% nhé. Vỏ có cũ phải theo thời gian ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là lợn chết 1.500.000 nhé. 1.500.000 sản phẩm là Redmi 3 này. Redmi 3 RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, pin thì là hơn 4000, màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền tai trâu tai bò đấy ạ. Là hình thức thì vỏ cũng có cũ theo xây sát theo thời gian ạ. Bên mình đang bán bạn giá là 1.500.000 nhé, cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Xem Mi 3 đấy ạ, 1.500.000 nhé.
Và tiếp theo con này là con Samsung, con này là Samsung J4 này. Đấy. J4 này. Đây. Samsung J4, Samsung S4 nhá, sorry các bạn, con S4 ạ. Này, con S4 đấy ạ. Đấy, S4. Đấy, S4 thì con này thì màn hình cực kỳ là đẹp. Đấy. Samsung S4. Đó, Samsung S4 thì nhiều ngày xưa có con này lúc mà thời điểm nó mới ra là chục triệu cơ. Đó, lúc nó 10 triệu thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 500k nhá. Samsung S4 đấy, 500k đấy, cho các bạn nhá. Samsung S4 nhá, 500k nhá. Và con này là con Oppo A37. A37 thì hôm nay thì mình vừa mới về được một con này. Con Oppo A37 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là giá là 1 triệu đồng nhá. Oppo A37 đấy. Tặng trọng kèm cho bạn một cái ốp này, cường lực này. 1 triệu đồng Oppo A37 các bạn nhá. Đấy, Oppo A37 1 triệu nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Đấy, cực kỳ là rẻ cho các bạn nhá. Oppo A37. Và con đây là con iPhone 6S Plus. Hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. 6S Plus. Đấy, 6S Plus, con này là bản 64GB. 64GB 6S Plus 64GB nhá. Đấy, hình thức thì vỏ khoảng độ trên 90% đấy ạ. Đấy, vỏ thì còn trên 90%. Con 6S con này thì bên mình 6S Plus 64GB này thì con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn rồi. Đấy, pin mới cho các bạn rồi nên các bạn cứ yên tâm nhé. À đâu, con này pin còn 92 này. Nói chung là 92 thì mình hình như mình không thay con nào, nhưng con này là pin 92% này. Con này pin 92% nhá. Nên là các bạn cứ dùng yên tâm. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? 3 triệu 600k nhá. 3 triệu 600k sản phẩm iPhone 6S Plus thì nhà mình còn mỗi con một con này thôi. Đây. 3 triệu 600k cho các bạn nhá. Đấy, 3 triệu 600k 6S Plus đấy. 64GB. À, vân chân vân tay đủ hình thức là máy đẹp là trên 90%. 3 triệu 600k nhá. Rất là rẻ. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ thanh lý giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn ưng sản phẩm nào mình có thể nhanh tay liên hệ trực tiếp mình một qua Zalo, hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp qua số cho mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn gần có chỉ có hai mình tiếp. Hoặc tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm. Mọi chi tiết các bạn thể là liên hệ trực tiếp qua số cho mình nhá. Nếu mà tin nhắn Zalo mình không trả lời kịp thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại một clip vào tối ngày mai nhé.